Hello my friend and welcome to Reunion. Union, Union, Reunion, Reunion. Bada boom, bada bing. Game này nhìn là thấy hay rồi nè. Nhìn cái màu là thấy hay rồi. Sao Dũng biết? Khẩu vị, cái cảm giác, cái mùi, mùi vị. Mùi vị nó mấy friend không nghĩ được đâu. Không ngửi được. Đã từ 3 năm khi mà bố mẹ của mình mất đi mấy friend, bây giờ mình đã trưởng thành và mình đã thoát khỏi gọi là viện dưỡng lão. Lộn, nhà mồ côi chứ. Mình có một đứa em và đứa em của mình đang mất tích. Thank you, Robert Brad. Mình tin được là thằng em mình vẫn đang ở sống ở đâu đó. Đã đến lúc đi tìm thằng em của mình. Nhưng mà tại sao lại cầm dao đi tìm em mình thì mình biết. Chắc là có thù hằn gì tuổi thơ bé. Nhiệm vụ, đi tìm một căn nhà bị bỏ hoang và tìm thằng em của mình. What the hell? Cốt truyện 3 chấm vài kích. Bố mẹ mình chết khi... Chắc mình là Batman, my friend. Mồ côi thoát khỏi viện dưỡng nhà trẻ, đi tìm thằng em mất tích, đang đi tìm Robin ấy. Hay là ai đã chúa biết được. Chóng mặt mấy friend, hồi lết chóng mặt. Đây là cái nhà hoang này, nơi thằng em mình đang ở đây này. Tại sao mình biết? Tại vì mình là Batman. Hello, nghe mình giới thiệu à? Batman có những công cụ rất là tiên tiến và hiện đại, mấy friend, có thể xác minh được những tội phạm đang ở đâu rồi người thân ở chỗ nào. Đùa đấy, mình gắn định vị vào điện thoại thằng em mình, ok. Cái gì đây? Phải vào trong nhà trước mới kích hoạt được cái này là sao? Wow, look at this animation, my friend. Game làm được đấy. Nút này chưa hoạt động được. Thì mình đã bảo gạt cái cần đi mà con lợn nhân vật. Xong ra được. What the hell? Ở đây có cửa này. Hello em trai ơi, về thôi. Về mình đi trừ gian diệt ác, đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, đi làm những bộ phim dài tập. Chìa khóa của lối ra và lối vào, my friend. Thằng em mình ở cái nhà hoang mà nó làm gọn gàng hơn cả nhà mình đang ở ngoài đời nữa. Nhà mình mà gọn được khoảng cỡ 50% như cái nhà này thì bây giờ cuộc sống mình đã khác biết mấy. Cửa đây, chỉ có cửa. Mưa chiều mấy friend. Vừa nói xong. Wait, what? Từ từ để mình ra coi lại cái nhà này bên ngoài cái này. Hả? Hả? Nhà này làm thang máy là sao? Có gì đó nó không đúng cho lắm. Trừ khi thằng máy này đi xuống chứ còn trên này làm gì có cái gì đâu. Tự nhiên thấy thằng máy thấy nó sai sai đúng không? Giờ thằng máy này đi xuống chắc luôn. Mát volume để cho mấy bạn nghe tiếng gì đang xảy ra. Người ta gọi là tiếng đứt xích đấy. Một trong những cái lý do mình không bao giờ đi thang máy là vậy. Ngoài đời ạ. Ồ, này chắc quân đội làm hoặc là tổ chức nào làm, những người bình thường không có đủ tiền để đào tầng hầm như này đâu mấy friend, tốn nhiều tiền lắm. Làm được cái nhà với lại cái căn cứ dưới lòng đất không có đơn giản đâu. Sao Dũng biết vậy? Hãy cứ coi như là Dũng đã thử rồi đi. Để lời nói của Dũng có thêm trọng lượng mấy friend và có thêm niềm tin trong đó. Chứ dạo này mình thấy mấy friend có vẻ lung lay vào mình quá. Đánh mất niềm tin của mấy friend. Dạo này mình để ý thấy mấy fan kêu Dũng thiếu kỹ năng, rồi là thiếu 30 năm kinh nghiệm, rồi cái gì kỹ năng nói phét cũng không còn được như xưa, rồi thế này thế kia, Dũng buồn lắm. Mình lượm được một cái cần nha mấy fan. Cho nên là hãy cứ coi như rằng là Dũng đã làm những cái việc mà Dũng đang nói đi. Chứ nếu bây giờ mình khẳng định là mình làm rồi mấy fan đâu tin đâu. Cho nên mình sẽ giả bộ nó dốc như là cứ coi như là mấy fan tin ngay. Tưởng con người đang nằm quằn lưng nữa kia chứ, không phải. Tưởng nó đang nằm ngửa đây mấy friend, không phải. Cái ống nước đó. Hell? Căn cứ của Batman. No. Lại tưởng thằng nào nằm quằn lưng nữa đấy chứ. Ai đó là từng hoạt động trong cái tổ chức tương tự như thế này rồi cho mình một cái thông tin mô tả về cái nơi này cái. Mình chưa định hình ra được. Chỗ này nó dùng để làm cái gì vậy? Nhà máy lọc dầu à?
hay là nhà máy làm nước mắm. Sao lại có cái xi măng bên này? Dù một tồi. Đúng rồi, cái tên Batman từ đây mà ra đó mày. Tên tiếng Anh của Dũng là Batman, tên tiếng Việt là Dũng tồi. Dũng gì đây? Ê, chào tôi vậy. Ok, may mà mình bước lên đó mày Fred. Chứ bước lên đó thì giờ không biết giờ sao xuống nữa. Em trai tôi đâu rồi? Mình là Batman, còn em trai của mình là... Watchman, my friend. Ghê ghê, nghe thêm ghê. Những bạn không biết tiếng Anh bây giờ nghe Dũng phát âm đã sợ lên. Nghe cứ như là một nhân vật giả tưởng có thật ở trong một bộ phim Hollywood. Đúng rồi, em mình tên là Watchman, my friend. Ai viết ra được đúng từ đó đúng chính tả, Dũng lại cho thêm 10.000 nữa. Đâu rồi, ai chat lên đúng từ Watchman đi, my friend. Tên em trai của mình là bộ đôi gọi là anh tồi em tệ, my friend. Cười ẻ, my friend, ok. Đây 10.000 dành cho Nguyễn Lộc, my friend. Watchman mà, what the fuck. Sai rồi nè, thiếu dấu cách rồi nè, my friend. Quackman là cái gì? What the hell? Cái gì đây? Chỗ này nhìn giống mấy cái trong cái phim gọi là Mission Impossible, mấy bạn biết không? Nhiệm vụ bất khả thi trên máy bay hay có mấy cái kiểu này. Hoặc là mới đây nhất là bộ phim của thần sấm Thor đi trên chuyến tàu cũng thấy cái kiểu này. Mình biết là cái gì. Mình chưa đủ tiền trang thiết bị với lại những nhiệm vụ nguy hiểm để đi đến những cái chỗ như vậy rồi xong hết game rồi. Sao Dũng lại nói như vậy? Lorit, Lorit. Cuốn sách 30 năm Dũng chơi game kỳ dị như thế nào đã có từng viết. Đó là Dũng buồn ngủ quá mấy bạn ơi. À không, nó viết là chơi game kinh dị mà đến ngõ cụt mà phải quay đầu về á. Thường thường là không có về được đâu. Thường thường là chỉ có cái chết đang chờ đợi ở lối về thôi. Ok, cho nên là mấy fan có gì tranh rối với Dũng thì nói nhanh lên. Chỗ này vào chỗ nào vậy? Có một cái đường bên kia kìa. Cảm giác như vừa ship một ngụm cà phê về mẹ Fred. Hơi tỉnh một tí. Hơi bất ngờ một tẹo. Nhưng mà nhiều đó chưa nhầm nhò gì hết. Rồi giờ sao? Mình đâu thấy có một cái kịch bản nào mà mình ra khỏi đây được đâu. What the hell? Nữa hả? Holy shit, thêm một cái đường hầm thật là dài nè. Chờ xíu để cái bộ não của mình nó vắt ra một tí gì đó. Chuyện để ngồi bốc phét cho mấy Fred tiếp. Chứ mình tưởng là này là hết game rồi đó. Tưởng là mình được chết rồi, được nhắm mắt rồi, được yên nghỉ rồi mấy Fred. Không cần gọi là phải gồng mình lên. Tiếp tục đi về phía trước. Tiếp tục chịu đựng nỗi đau và... Ồ, bây giờ mình biết ngay mà. Lorik chơi game kỳ dị mà. Hello. Mình biết cái gì ngoài vào phòng này mấy Fred không? Tại vì nó có một cái gì ở cái căn phòng này này. Mình có thể ngửi được cái mùi mấy Fred. Cái mùi hay là gọi là... Mình mô tả như vậy cho mấy Fred dễ hiểu. Là mình phải bước vào đây cho bằng được, ok? Giống như là chó mà ngửi thấy xương ấy mấy fan này không? Mình ngửi thấy được một mùi gì đó trong căn phòng này. Ý là không phải thằng con lợn này đứng ngoài này đang nhìn mình như vậy, mà là hello, nhìn mặt kia vậy cứt con. Game này là bằng cái engine nhưng mà nhìn thằng này đẹp vãi. Đẹp ở đây là theo nghĩa game kinh dị cho mấy fan, chứ không phải là đẹp theo kiểu ngoài đời, ok? Con ma này nhìn đúng đẹp theo chất game kinh dị luôn á. Nó rất là đặc biệt mấy fan, nhìn rất là ám ảnh. Đôi mắt của nó giống như một người không ngủ vậy, một người 24 tiếng chưa được ngủ. Không, nhân 3 đã lên đi, 72 tiếng đồng hồ chưa được ngủ, my friend. Jeez. Ngủ giấc đen bạn, nhìn mặt có vẻ ghê gớm quá, nhìn mặt có vẻ... Nhanh đi đó. Veil in missing là cái cục kích gì mà sao để giờ nó cứ hiện cái này mết vậy? Thiếu một cái van, my friend. Ok, cục xương mà mình ngửi thấy đâu rồi? Mất rồi, my friend, thằng này gặm rồi, ok? Mình vào đây chỉ để cho vui thôi, chứ vô đây như không có cái tác dụng gì hết. Mình đã bị lừa rồi, mình phải đi về thôi. Về trong ngoặc kép. Về với ông bà, về với cha mẹ, đúng rồi, đúng rồi. Cha mẹ nhân vật chết cách đây 3 năm rồi. Để đến lúc mình gọi là đoàn tụ với gia đình của mình. Oh, hello. Dũng đã tìm được một cái veil mà phải là... Nhưng mà phát âm chính xác gọi là vào chứ không gọi là veil. Dũng thích gọi là veil như vậy, để gọi là vô hình chung phá hủy gọi là cái vốn từ vựng tiếng Anh của mấy friend mà...
Mà sao nhỉ? Mà 1/7 mình đang vừa nói game này giống Slenderman này mình chưa nói thôi. Thằng con lợn này giống y chang cái game Slenderman The Arrival. Cái thằng trắng trắng trong một cái hầm mỏ. Mà mình phải đi bật 7 cái máy phát điện ấy. Y chang luôn mày friend, ám ảnh vậy kích. Thì bây giờ cái này cũng là vặn đi 7 cái van. Y chang cái Slenderman tìm 7 tờ giấy hay là 7 cái máy phát nổ vậy đó. Ai gọi mày? Bên nghe không? Có ai đang gọi nhau bên này này? Hello? Có ai đâu? Spotted! Mình đã bị phát hiện. Tắt đèn pin đi. Rồi ok. Hết bị phát hiện chưa? Rồi thì phải. Rồi thấy đường nào chơi game? Nó đâu? Chơi game trong bóng đêm nha mấy fan. Ui sợ game làm đẹp hề. Game làm chiêu phết. Game kinh dị làm này được cái chứ. Van của tôi đâu? Shit, quên chưa lấy lại cái van mấy fan. Ủa em thấy anh à? Anh đâu thấy em đâu? Tưởng là hai mình không thấy nhau cho là lộn. Tưởng mình không thấy nó là nó không thấy mình chứ. Ở đâu rồi? Ở đây này. Mấy bạn thấy gì không? Cục kích chấm có. Từ em ơi! Cái gì cần cho vậy? Từ từ anh lấy cái này cái. Em ở chỗ nào đấy? Ở đây hả? Game chóng mặt về kích. Đang buồn ngủ chơi game này đúng. Đúng 3 chấm luôn mấy bạn. Ôi! Mình đập đầu với cái gì vậy? À cái cục này. Từ em ơi! Game này 3 chấm quá. Phụ anh tay cái nặng lắm. Phụ tay cái. Hello. À! Bài học ở đây là đừng bao giờ đùa với những kẻ sát nhân mấy bạn ạ. Có những lúc đùa được, còn những lúc không nên đùa nha mấy bạn. Ôi vãi cứt, phải đi tìm lại cái kia. Holy shit. Mình bị lùi khoảng cỡ 15 phút rồi mấy bạn ạ. Vừa rồi mình đã lấy một đống vàng bạc của mấy bạn rồi đó. Vàng bạc ở đây là thời gian đó mấy bạn. Thời gian là vàng là bạc đó. Nhưng mà Dũng lại chơi đùa với nó mấy bạn. À lộn, chơi đùa với con ma nhé. Nhưng mà mình tò mò ok. Với lại mình ngứa tay lắm. Kiểu như thấy sát nhân hàng loạt mình hay thích kiểu treo ngươi nó lắm. Đâu phải kể là mỗi trong game đâu ngoài đời cũng vậy. Mình để kể cho mấy bạn nghe cái câu chuyện có thật này mà không hề giả dối cho hề. Ý là mấy bạn nghe cho ta. Câu chuyện liên quan đến một anh mập xăm trổ giống như là người của ai nhỉ? Người của cái bọn mà bọn gì giang hồ bên Trung Quốc ấy. Ý là cái kết cục của câu chuyện mình sắp kể ra đây nó không giống như cái câu chuyện ở đây cái khúc hồi nãy là bị thằng kia nó cầm búa nó gõ vào đầu ké. Nhưng mà nó tự tựa nhau ở đây là gì? Đó là mình kiểu như bị làm sao đó, nói chung cũng không biết được. Nhưng mà vấn đề là khi mà có kiểu như cái hiểm nguy mà nó cận kề ấy, my friend, mà nó không có đạt đến cái mức độ mà mình mong muốn á, thường thường mình hay lao vào nó lắm. Ok. Giống như là thấy mấy thằng như này mình muốn trêu đùa với nó nè. Thôi được rồi, để bị kể cho mấy fan nghe câu chuyện kia chắc bây giờ mấy fan tò mò lắm rồi. Cục kịch chấm con không connect được. Ôi. Eto, câu chuyện đó là gì? Đó là một ngày mưa tháng 8 my friend, năm 2010, coi như là 18 đi. Không phải bịch bịa đâu, chuyện có thật đấy. Trùng hợp cái là nó cùng ngày cùng tháng nhưng mà gần năm như vậy thôi, nó trùng cái số 8 vậy thôi. Hôm đó là mình được một cái con bé ở trong cái phòng tập thể dục kia nó nhờ mày phải nên. Nhờ làm gì vậy Dũng? Nhờ đến mở cửa vào lúc 5 giờ sáng mày phải nên, tại vì sáng hôm đó con bé nó có việc. Ok. Ok. Rồi sao nữa Dũng? Rồi game bị lỗi rồi nè. Đến đây mình vặn được cái này giờ sao chơi? Ôi vậy cứt. Help. Không connect được. Có nên kể nốt câu chuyện không ta? Chứ bây giờ game đã bị lỗi rồi. Mình sẽ bù đắp lại 10 phút vừa rồi bằng một câu chuyện cảm động rất nước miếng này ok. Câu chuyện về một thằng không sợ chết như Dũng. Rồi mình kể nè. Câu chuyện Dũng đã chạm trán đến một người giống như là hồi người của hội Tạm Hoàng như thế nào. Và tại sao Dũng có thể sống sót đến giờ này. Chuyện đó xảy ra làm sao. Câu chuyện xin được phép bắt đầu mấy bạn. Bắt đầu nha. Bắt đầu thì tất nhiên là phải kể lại từ đầu rồi. Ok. Ngày hôm đó là một ngày mưa nha.
Ngày hôm đó mưa mình kể ra đúng ta, đúng rồi. Câu chuyện có thật. Chứ không phải là mình đang tưởng tượng trong đầu để xây dựng cái bối cảnh với lại nhân vật ở đây đâu. Nó có, cho nên là mình chỉ cần nhớ lại và tường thuật thôi, chứ không phải là mình sáng tác rồi bịa ra các kiểu con đà điểu. Hôm đó trời mưa y chang như thế này này, nếu mà nhìn lên ngày hôm đó buổi sáng 5 giờ trời cũng đầy sao như thế luôn my friend. Đúng vậy. Cứ tưởng tượng như đây là một cái phòng gym đi, ok. Đó, 5 giờ sáng my friend, 5 giờ sáng. Nghe đi, câu chuyện có thật. Phòng đó là phòng gym chứ không phải là phòng tập thể dục. À mà quên, hai thứ khác đất gì nhau. Trong nó có mấy cái máy chạy. Sáng sớm khi mấy bạn nhìn vào cửa sổ sẽ có một cái cô già già mập mập bên này, một cái chú gầy gầy bên kia, mấy bạn hai người quay mặt về hướng này để hai cái máy chạy bộ chạy bịch 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 bịch. Thấy chưa? Thấy câu chuyện có thật chưa? Điêu cái chỗ nào? Điêu ở đây là nếu mấy bạn gọi là thiếu đi gọi là cái sức tưởng tượng trong cái não của mình mới không có hiểu được cái câu chuyện. Hôm đó cũng có sấm chớp nha mấy bạn. Đúng y chang luôn, khi mình vừa đặt chân đến gọi là phòng gym sấm chớp đánh lên bùm mấy bạn, bắt đầu thấy mùi điều điều đâu đó đó. Thấy hơi trùng hợp rồi đó, nhưng mà có lẽ là cuộc sống mà đôi khi game nó hơi giống ngoài đời tí thôi. Game cũng dựa vào đời cả. Thôi để mình kể tiếp câu chuyện ngày 8 tháng 8 năm 2018 của mình tiếp chứ. Sao nữa ta? Khi mà mình bước vào my friend, mình bắt đầu lọ mọ ở cái góc này này. Mình chuẩn bị, mình cắm nhạc vào để cho các cô, các chú, các anh, các chị gì đó người ta nhảy múa sau lưng mình ấy. Tại vì phòng gym buổi sáng là mình là thay mặt cho cái con bé mà kiểu như là trong phòng lên mà để mở phòng cho nó mà my friend, hiểu không? Sáng đó con bé nó bệnh, nó làm cái khỉ ho cò gáy cho nó ai biết. Thì sao được ta? Trong lúc mà mình đang ngồi là cúi xuống mấy friend, mình đang chuẩn bị các thiết bị điện mấy friend, mình mở nhạc cho họ thì bất ngờ có một bàn tay to lớn cùng giống như là lạnh toát bắt đầu đặt vào bên vai trái của Dũng mấy friend. Sau đó một âm thanh phát lên. À, mày cái gì? Lúc đó mình bảo cái địa danh là mình quên cha tên rồi. Ở đây địa danh toàn như tộc như Tây mà. Cái gì? Thôi cứ coi như mình bịa lại đấy nha. Mày ở Tam Hoàng khúc nào? Đó, kiểu kiểu vậy. Mình nhớ chính xác nó hỏi mình ở đâu nữa. Mình mới ngoảnh lại mấy friend, mình bảo what? Mình nhìn, lúc mà mình ngoảnh lại ấn tượng của mình là nói chung ghê gớm lắm, ghê gớm như cái khúc mà thang máy này nó tụt xuống này mấy friend. Đó là trước mắt của mình mấy friend, đó là một anh mập, ok, mập cạo trọc đầu, mặc một chiếc áo ba lỗ, ok, mập nhưng mà lại mập đô chứ không phải là mập béo mấy friend, không có nghĩa là sao nhỉ, nó tập thể dục nhiều mà nó cũng ăn nhiều, thành ra là người nó nhìn ghê gớm lắm, nó đẹp cũng chẳng đẹp nhưng mà thì mạnh thì chắc là có mạnh đấy, không yếu đâu. Người nó xăm trổ, nói chung đủ các loại hoa hòe, phượng rồi chim rồi chuột rồi cò các kiểu. Sau đó mình mới nhớ ra là ủa mình có quen thằng này không ta, hình như mình cũng quen mà tại sao nó lại hỏi mình một câu là mình ở Tam Hoàng ở khúc nào my friend. Tam Hoàng đây là địa danh mình bịa ra đấy chứ chỗ mình có chỗ nào tên Tam Hoàng đâu, chẳng qua là mình không nhớ chính xác tại vì cái chuyện xảy ra 2018, làm sao mình nhớ được nó hỏi cái đất gì. Mình chỉ nhớ là mình chỉ chắc chắn một điều là nó nhận nhầm mình với thằng khỉ ho cò gáy nào rồi. Xong mình hỏi em đâu có ở khúc đó đâu, bảo nhà em ở khúc khác, mình xin phép không nói khúc khác là đâu, kẻo lộ địa chỉ nhà của mình, ok. Thì lúc đó nó im lặng một hồi lâu mày friend, mình cũng nhìn nó như vậy, xong rồi nó bỏ tay ra mày friend, xong rồi nó quay lưng nó đi. Sao nãy giờ mấy bạn tưởng tượng được câu chuyện nó như thế nào chưa? Thì nó giống y chang cái khúc hồi nãy á, nếu như mấy bạn nhớ lại cái khúc hồi nãy, cái khúc mà mình vừa vặn xong cái van mà thằng mặc áo trắng nó quay lưng nó đi á, thì chuyện đáng lý là nó dừng lại ở đó rồi, ok, nó sẽ chẳng còn gì để kể tiếp mày friend, ok, hiểu được chưa? Nhớ lại khúc này đi, nhớ 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 lại. Đứa nào kêu sàm đấy mình ban qua cái chat bây giờ con lợn này. À Thảo Phương à, sorry mình kể chứ hết chuyện đấy mày friend, cứ nhảy vào mồm mình như vậy. Giống như hồi này nếu như mình tắt đèn pin mình vặn trong cái van này nó quay lưng nó đi, thì mình với anh mập quay lưng đi mày friend, mình cũng quay vào phòng mình bật nhạc mình đi tập bài tập thể dục của mình. Nhưng mà no. Mình chiếu đèn pin là thằng áo trắng, ok, thì mới phải tưởng tượng được ngoài đời lúc đó mình làm gì rồi chứ. Đúng vậy mày friend, khi mà anh mập anh bắt đầu quay lưng anh đi mày friend, coi như là anh hỏi mình là thằng kia mày ở Tam Hoàng khúc nào, mà no, em ở khúc khác, em đâu ở khúc đó đâu, là nó kiểu à thôi chắc nhầm lộn thằng. Mình thì chắc chắn là thằng này cũng nhận lộn mình, nhưng mình thích đi theo my friend. Sau đó mình lại làm y chang như vậy, mình cũng nhẹ nhàng đưa bàn tay gọi là mảnh mai của mình my friend, nếu mà bóp chặt lên thì có tí gân, ok, mình lại đặt vào vai anh ấy. Sau đó mình bắt anh quay ngược trở lại người my friend, sau mình hất mặt lên hỏi ý là hồi nãy anh hỏi câu đó là sao, ý anh là như thế nào, tại sao anh hỏi em cái câu đó. Mình trợn mắt lên này không chớp mắt my friend. Xong rồi anh bắt đầu tự dưng anh hoảng lên mày phải đen. Lúc đầu anh còn cương lắm, anh còn ghê gớm giống như một giang hồ. Nhưng mà tự dưng bảo thôi chết cha, sao thằng quái này. Lần đầu tiên mình gặp nó cũng lần đầu tiên gặp mình mày về, nó lại quay lại bảo ôi thôi chết. Nó nghĩ trong đâu, sao tự dưng thằng này hổ báo cáo trốn đấy, sao lại hỏi một câu ghê gớm thế này. Xong mà à không phải đâu, thằng mập chắc là anh nhận nhầm, em phải ở đó thì thôi không có gì đâu. Mình tiếp tục mày friend, mình biết là nó từ chối rồi, nó cũng không xin lỗi, nó chỉ nói bảo là nó nhận nhầm mình mà. Chứ thế hồi nãy anh hỏi câu đó là anh ý gì? Bây giờ anh muốn cái gì đây? Hả?
Bây giờ Yên sao? Nói đi. Oh my god. Anh hoảng quá mày fan, anh hất tay mình ra mày fan, anh quay lưng lại, anh đi thật nhanh mày fan, anh đi về cuối cái góc phòng kia và sau đó anh ngồi đó anh tập những cái bài tập với ba với bạn của anh. Và anh không dám bắt chuyện mình nguyên buổi sáng hôm đó mày fan, không dám nhìn mình luôn. Nói chung là từ một cái thằng gọi là giang hồ to con hồ báo mày fan, anh trở thành một cái đứa gọi là lép lép vào một góc như vậy. Câu chuyện hoàn toàn có thật, ok, không hề điêu đâu. Qua đó để mình muốn cho mấy fan biết câu chuyện riêng, muốn tâm sự cho mấy fan biết sơ sơ về con người của mình, ok. Đó là nếu như mà mình cảm thấy nguy hiểm nó cận kề ở một cái mức độ nào đó mà nó chưa đạt ngưỡng tối đa, có thể gọi là nâng cao lên nữa, là mình sẽ tìm mọi cách để cho nó lên được cái level đó, hiểu không? Nhưng người bình thường là mấy fan kiểu như thôi, ở ảnh nhận nhầm thôi, tốt nhất là bỏ đi, ok. Nhưng mình thì không. Bây giờ sao, đánh nhau hả? Vô mãi, chơi luôn mãi. Sáng giờ tao làm gì mãi đâu mãi. Tao chỉ mới vô mở nhạc thôi mà tự dưng mày cầm vai tao, mày lên mặt, mày giật mặt tao mãi. Đó, kiểu kiểu vậy. Hiểu câu chuyện không? Cho nên hồi này lý do mình pin đèn pin vào mặt thằng áo trắng là vậy đó. Ngửa tay. Thích cảm giác nguy hiểm, my friend. Thích tìm sự phấn khích. Thích đi kiếm adrenaline, my friend. Lúc đó vậy là mình hổ báo, my friend. Mình thì cũng là một người bình thường như bao người thôi mà. Ban ngày đi tập thể dục rồi đi làm những việc lương thiện, không phép, xin phép không nói ra. Ban đêm thì sẽ tìm game cho mấy fan coi thôi mà. Chẳng qua là mình biết là mình không làm gì sai thì mắc mớ gì mình phải sợ nó. Mình cũng muốn chắc lại là xem là nó có nhận lộn thật mình hay không, hay là thằng cu này có thù hằn với mình. Cho nên mình phải hỏi đi hỏi lại là thế này, anh hỏi câu đó là sao, ý anh là có cái vấn đề gì. Chứ tự dưng sáng sớm không quen không biết lại ra lại bá vai bá cổ mày friend, hỏi những cái câu nói chung là chỉ có trong phim thôi. Ok, nhà mày ở cái chỗ tam hoàng khúc nào? What the fuck? Tôi quen biết gì anh? GG, game bị lỗi rồi. Hello. Mua đây fix dùm cái lỗi các bạn. Mình mất thời gian ngồi kể cho mấy friend nghe một câu chuyện dài vài kích để câu giờ cho đến khúc này để gắn lại cái veo này để xem thử mình hết game nó như thế nào. Cuối cùng cái veo nó bật bị. Oh my god. Nếu mà game này làm full hơi bị hay luôn đó mấy friend ạ, chứ không phải giỡn đâu. Chẳng qua là do mình làm book game thôi. Lỗi là của mình. Chứ nếu mấy fan nhìn nhận game này với một cách công tâm đi, nhìn nó với một cái con mắt khách quan này, fan. Từ đầu game đến giờ nó làm cái engine rồi cái đồ họa rồi cái cốt truyện rồi cái gameplay nó đâu đến nỗi. Thú vị lắm chứ. Bình thường mà, game bình thường mà. Thôi bây giờ mình không có nhận với anh gọi là đầu gấu gọi là xăm hình chuột gà các kiểu người của hội tam hoàng đâu, ok. Giờ mình chơi game nghiêm túc phá đảo để xem cốt truyện game này. Thông cảm đi. Ngoài cái bản năng máu chó của Dũng ra, Dũng cũng chơi game theo phong cách gọi là never give up, hiểu không? Dũng không thích bỏ cuộc. Bỏ cuộc nó không nằm trong từ điển của Dũng. Ngoài ra Dũng còn rất tò mò mấy friend. Xem thử là cuối game anh em nó có đoàn tụ với nhau giống như cái tên game không? Reunion đúng không? Vậy cơ supported. Turn off your flashlight. Game bị lỗi à? Flashlight đâu mà flashlight? Này mới flashlight này, chứ này đâu phải flashlight. Đây không phải là mình la là mình sợ con ma, mà mình la là mình sợ chết. Đừng! Anh em như cái cục kích. Anh em họ à? Cùng cha khác mẹ hay là cùng cha khác ông nội? Chứ mắc gì mà cầm búa dí thằng anh nó như thế. Tối như con chó lại còn lắc lắc nữa chứ. Đừng có dí thằng anh mày xóa game đấy. Thế giờ mình nói gameplay cũng hay mà mấy friend. Nếu game này mà có đầu tư thêm thời gian công sức cốt truyện. Đầu tư ở đây là đầu tư thêm 20% thôi, chứ như đây là 80% là quá đủ, quá đẹp rồi. Quá ghê gớm rồi, quá hay, quá nổi da gà rồi, quá sợ rồi. Thằng chó này đánh phát chết luôn rồi chứ, game mất dạy vãi. Nghe cái đinh dịch, đâu rồi? À đây rồi. Đừng! Ma da gà, da vịt gì nổi hết rồi mày phải đến.
Yeah. Ok, lên ô tô về tại Bivinet. Tỉnh hết cả cơn buồn ngủ. Ủa, rồi cái khúc đoàn tụ của hai anh em tôi đâu? Game. Hết gẹp. Nhìn cái màu là biết hết gẹp này mày phải đem. Thêm một búa vào đầu nữa này. Ngoảnh lại được không? Ôi được này. Vài cướp. Ôi bò như thật đấy mày phải đem. Bò lắc 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 lắc. Có đút ship không? No. Bò làm sao mà ship được. Tiếng gì đây? Nhạc gì vậy? Massive volume lên cho mấy fan chứ. Ok, tưởng nó dí trong này. Chỉ là mình tưởng tượng đấy mấy fan ạ. Tự mình hù mình. Ủa? Ok, mình biết trước cái gì chả té mà. Reunion đoàn tụ mấy friend, tên game là đoàn tụ. Ok, đèn pin của mình hư rồi. Flashlight broken rồi. Game thật ra là má giải thích cả mình. Ủa chứ né kiểu gì? Eto tí nữa nó dí chạy chỗ nào trời. Chạy được đâu chạy. Game hay vậy kích. Nhiều đây là được 10 điểm rồi đó. Bản năng mách bảo my friend là hãy vừa chạy vừa lùi nhìn nó phát cho nó kịch tính. Nhưng mà nhân vật nó giống như ngoài đời, không có chạy lùi như Half-Life được. Sorry, lùng của dối. Ồ, quá tạp ba bạn lặp lại lần nữa làm gì căng. Dù gì đâu, mà đây đâu phải là lần đầu tiên mình chơi lại game này đâu đúng không? Đây chỉ là lần thứ 3 mình chơi lại khúc này chứ mấy. Sao? Mình thích vừa bò trong ống cống vừa nói chuyện với mấy friend tại vì nghe rất là chill phải không? Đó, chứ không phải là vấn đề về kỹ năng đồ này nọ. Nhưng mấy friend đừng quên là mấy cái game hầu như là 80% game trên Internet có chạy lùi, đúng rồi, nhưng mà game này không có chạy lùi, game này thuộc số 20% này friend. Như Counter Strike nè. Và một số game này mà mình không nhớ tên nè, nó có chức năng chạy lùi nhanh như chạy tới mấy friend. Game này không có, ok. Bây giờ mình cắm mặt chạy để không nhìn lại nữa, ok. What the fuck? Không leo leo nó 3 lần được rồi. Buồn ghê. Mình tính trong đầu, mình kiểu như có một cái cuốn sổ ngập mấy friend. Danh sách những việc phải làm trước khi chết hoặc là trước khi thắng boss. Đó là phải chọc nó bao nhiêu lần nữa. Giống như cửa khóa rồi. Giống như đầu xóm mình có nuôi một con chó. Con chó pitbull mấy friend biết đâu. Con chó pitbull mà to lắm. Nuôi một cặp. Một ngày mình phải chọc con chó được 3 lần ven. Chọc con chó cái 2 lần mình mới chịu được. Hết yeah. Đoàn tụ rồi đó. Hai anh em hợp thể mấy friend. Biến thành siêu Saiya mấy friend. Biến thành Son Goku với Kanik. Cái gì đây 3 năm trước. Tôi thật xinh đẹp. I am beautiful mấy friend. 3 năm trước thì như là cái ngày mà bố mẹ nó chết thì phải. Ai đây? What the hell? Game này cốt truyện đầy đủ vậy. Tiền game chơi cho vui vui thôi chứ. Thì ra thằng này giết bố mẹ mình mấy friend. Ôi vài cứt game còn dài thế. Đây là căn phòng của mình với thằng em mình này. Hai anh em song sinh mà có trái banh này, thấy không? Thì ra là vậy. Bây giờ thì tôi đã hiểu. Ai là kẻ đã xác định gia đình của tôi rồi. Hello em trai. Hello what's the man. I am Batman. Ha ha!
Cả thôi Dũng ơi, đi ngủ đi. Nói câu này sớm thì mình đi ngủ lâu rồi, mình đâu ngồi đây stream nữa. Và đó là game Reunion, my friend. Kẻ sát nhân tên là Dũng. À lộn, tên là Zep chứ. Được, 10 điểm. Nếu như mà Dũng chơi game nghiêm túc hơn, my friend, không trêu chọc ma rồi không có đùa giỡn, với lại không ngồi liên tuyên kể chuyện, thì game này đã kết thúc cách đây tầm đâu ở đó 40 phút đồng hồ trước ấy. Nhưng mà mình thích kiểu như làm như vậy. Tại là vì làm sao vậy? Tại vì đây là một cơ hội để mình kể chuyện cho mấy fan nghe, hiểu không? Kể về quá khứ tươi đẹp của mình, cũng giống như là giúp cho mấy fan hiểu sâu hơn về gọi là tính cách của một con người gọi là không bình thường như mình, ok? Và một điều cuối cùng nữa đó là what the fuck, sao game dài thế? Và một điều cuối cùng nữa đó là gì mấy fan biết không? Đó là đi treo người những cái bạn. What? Đừng đi tìm em nữa, Zep. Ô vậy là mình chưa chết à? Thằng em mình còn yêu thương mình đấy à? Kế. Đừng nói như vậy Zep, anh vẫn sẽ tiếp tục tìm em. Game cảm động như một bộ phim, my friend. Quá ghê gớm, quá ghê gớm. Wow, đây mới là game nha mấy fan. Vậy là cuối cùng thằng em mình đâu giết mình đâu. Ngoại trừ cái khúc mình chiếu đèn pin vào mặt nên lấy búa nó gõ cho phát, gọi là máu tụ trong này mấy fan, xong bị chấn thương sọ não rồi chết lăn ra, không biết gọi là gắn cái van như thế nào ra. Còn nếu như mấy fan đã chạy được thì thằng em mình sẽ không giết mình, ok? Nó chỉ giết bố mẹ đẻ của mình thôi. Oh my god. Câu chuyện này 3 chấm, không biết tình anh em với tình nhân văn nằm chỗ nào nữa. Nó được cái khúc là nó không giết mình thôi, còn mấy khúc còn lại thì không tới chỗ nào được cả. Nhưng mà đừng quên máu mủ là ruột thịt mấy fan. Thôi mình không nên phân tích sâu về vấn đề này, ok? Tại vì nó đau đầu lắm. Mình cũng chả hiểu cái đình gì đâu. Nhưng mà game hay, ok? Ok. Reunion te mấy fan. Quá ghê gớm, quá ghê gớm. Cảm ơn mấy fan theo dõi. Chúc mấy fan một ngày tốt lành, ok? Và có một người em trai thật là tuyệt vời. Xin chào và hẹn gặp lại.